Xin chào các cô chú và các anh chị đang xem video. Thì bây giờ cũng tối rồi, em cũng làm một cái video về một cái cục lụa rất là khủng dành cho các cô chú anh chị thích ghép lan. Thì đây là cái gũi dỗi, nên là bây giờ em sẽ đo kích thước cái cục lụa này cho các cô chú anh chị xem nha. Thì đây là cái thước trên tay em. Thì cái chiều cao nhất mà các cô chú anh chị thấy đó, đó là cái chiều cao như thế này. Thì xuống tới đất nó tầm 1m6, 1m55 nha. Nó tầm 1m55 mà là 1m6 đi. Đó, còn cái chiều mà cái thân như thế này, cái thân xuống đây thì nó cao tầm một, để em coi lại nha. Nó cao tầm 1m2 nha các cô chú anh chị. Cái thân mà thấp nhất, cái nhánh mà thấp đây là nó cao tầm 1m2. Đó. Thì cái cục này rất là khủng. Nếu mà các cô chú anh chị đang muốn tìm một cục ghép trâu mà dạng khủng thì đây là cục mà em nói các cô chú anh chị là nó hoàn toàn tự nhiên. Nó một cái mảnh, nhưng mà mảnh này rất là dài, cái bề mặt của nó rất là dài. Đó. Em thì em quay ban ngày, nhưng mà ban ngày thì em nói thật các cô chú anh chị là em không có thời gian nhiều. Do vậy mà tất cả các video em thường hay làm vào ban đêm. Vào ban đêm có một cái lợi thế cho các cô chú anh chị là cây lũa của nó rất là thật. Cái hình dáng của cái gỗ mình nó rất là thật, nó không có bị đèn mờ này kia chiếu vào, đèn sáng ánh nắng này kia chiếu vào. Đây là cái màu gỗ của nó rất là đẹp. Đó, nhìn nó cô ngút như thế này. Thì cái này mà ghép có cô chú anh chị mà ghép trâu ngay, em đảm bảo các cô chú anh chị, nó đảm bảo cho các cô chú anh chị là 5 nhánh. 1 2 3 4 5. Thì đa số mình ghép lan á là mình ghép theo số 5. Thì đó là cái ở miền Trung của em là họ hay chuộng cái số 5. Còn các cô chú anh chị thì ở cái vùng nào đó thì có thể là cái số nó khác. Nhưng mà nếu mà ghép theo cái phong thủy là 5 nhánh trâu thì cái cục gỗ này rất là đẹp. Nó tự đứng. Còn và cái bề rộng của nó rất là to. Cái bề ngon mà bên cái góc chân của nó qua tầm khoảng 50 cm. Và nó rất là đẹp. Còn cái có cái nhánh đây nè. Đây là cái nhánh này vừa bị cắt này các cô chú anh chị, vì trong quá trình mà vận chuyển nó bị vướng, nó bị gãy á, là nên em đã cắt luôn. Em quay rất là xa để cho các cô chú anh chị nhìn thấy nha. Cái cục này là em bán với giá là 3 triệu 5. 3 triệu 5 nha các cô chú anh chị. Có nhiều bạn vào comment có thể là giá nó hơi cao một xíu, nhưng đây là gỗ dỗi. Mà gỗ dở mà nguyên khối mà cái thế nó đẹp như thế này thì cái giá 3 triệu năm nó không phải là mắc đâu các cô chú anh chị. Bây giờ các cô chú anh chị mà thấy người ta bán livestream á, nhiều có cục mà khoảng 3 triệu 4 triệu ha. Nhưng mà cái thế của nó không có đẹp. Thứ nhất là nó cũng không to nữa. Nó chỉ tầm khoảng 1m đến 1m2. Trong khi cái cục của em đây là nó đã tầm 1m6 rồi. Nó gần bằng cái chiều cao của con người mình. Đó. Nên là nếu mà các cô chú anh chị quan tâm cái cục này thì liên hệ với em nha. Giá 3 triệu 5 em không bao ship nha các cô chú anh chị. Nhưng mà cái tiền ship em sẽ đảm bảo với các cô chú anh chị là nó sẽ không cao, nó không quá 200 nghìn. Nó đi Bắc đi Nam, đi Tây Nguyên, Lạng Sơn hay đi miền Tây thì nó đều dao động từ trong cái khoảng là 100 nghìn đến 200 nghìn. Tại vì em có cái mở khuyến mãi của bưu điện hoặc là gửi xe thì cái giá tiền cước nó không cao. Đây là các cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà chọn cái cục lũa này. Em quay ban đêm thì cái màu lũa nó rất là tráng. Cái gỗ này là gỗ dỗi. Khi mà các cô chú anh chị tưới nước vào thì nó sẽ vàng rất là đẹp. Nhưng mà em không tưới nước nên là cái màu nó tráng, nhìn bình thường nó cũng rất là xinh rồi. Em đứng rất là xa, tại vì em đứng xa để quay hết các cái góc cho các cô chú anh chị xem nha. Em cắt kích thước. Đây là cái bên hông của nó. Nó nguyên một cái bản lớn. Đó, bản lớn xuống này là cái một cái bản. Nếu mà các cô chú anh chị mà cho rằng mắc thì em cũng không biết là các anh chị sẽ kiếm được cái cục gỗ nào mà giá tiền cỡ này mà được một cái thế như thế này. Thì không có đâu. Em nói thật. Đây là gỗ dở nha các cô chú anh chị. Một khi em đã đăng lên trên như YouTube là những cái cục gỗ nó có thế rất là đẹp, và cái thứ hai là kích thước của nó rất là lớn.
nhìn cái kích thước mà cái đường lùn mà bận nhà em để được cái đường đi vô á, thì cái cục gỗ này đã chiếm hết cái diện tích rồi. Thì các cô chú anh chị hãy hình dung được cái độ rộng của nó. Đây là một cái cục gỗ em bán ra thì thường là cái giá đó thì cái cục gỗ rất là lớn, còn không mà cái thế của nó rất là đẹp. Nên là các cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Nếu mà các cô chú anh chị quan tâm cái cục gỗ dở này thì liên hệ với em, thì cái số điện thoại em đã để bên dưới cái bình luận hoặc là cái mô tả của video. Một đây là một cái nhánh này, hai nhánh này, ba nhánh này, bốn nhánh. Nếu bên kia một nhánh là năm nhánh, hoặc là các cô chú anh chị có thể ghép cao lên như thế này. Đó, rất là cao, cực kỳ cao luôn. Tới 1m6 nha các cô chú anh chị. Con người chúng ta thì tầm khoảng 1m5 đến 1m, 1m65 đến 1m7 thì cái cục này đó là 1m6 rồi. Nó tương đương với một cái chiều cao của con người rồi. Nhìn cái cục mà. Em quay ban đêm nha, ban ngày tại vì có nhiều việc quá em quay không có rõ, nhưng mà em sẽ quay gần các cô anh chị thấy. Cái này thì nó là tự nhiên hết, nhưng mà bắt buộc của trong tự nhiên thì nó rất là bẩn. Do vậy mà về là mình phải đánh sạch. Mình dùng cái chậu ý mà chủ kiệm nó có cô chú anh chị là mình đánh sạch thôi, chứ còn không có phải là đục tiện này kia. Nên là nó rất là tự nhiên. Riêng cục này là ghép lan. Trưng phòng khách thì cũng được, nhưng mà trưng phòng khách thì nó không được đẹp lắm, tại vì nó thích hợp với ghép lan hơn. Nó khủng ở cái vị trí mà ghép lan. Nhìn cái bao lúa của em mà rất là nhỏ luôn. Nếu mà các cô chú anh chị quan tâm cục này thì liên hệ với em ở cái số điện thoại ở dưới cái phần mô tả video nha. Rồi, thì cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của em.